Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là kỳ Euro cuối cùng của tôi. Ronaldo đã bộc bạch như vậy sau chiến thắng đầy cảm xúc của Bồ Đào Nha trước Slovenia rạng sáng nay. Ẩn sâu trong nụ cười chiến thắng của người đàn ông 39 tuổi ấy là cả niềm đau đay nghiến tận đáy lòng. Có lẽ chính CR7 đã ý thức được rằng đôi chân anh đã mỏi. Trải qua hành trình vòng bảng và cả trận knockout vừa qua, Ronaldo vẫn chìm đắm trong ám ảnh của sự tịt ngòi với đỉnh điểm là quả penalty bị bỏ lỡ đầy cay đắng vừa qua. Vì Bồ Đào Nha, vì giấc mơ cho lần sau cùng, dường như CR7 đã soạn sẵn cho mình một tâm thế cùng một phương án dự bị cho màn đối đầu tiếp theo với người Pháp. Đó có lẽ là viễn cảnh buồn dành cho Ronaldo, nhưng biết làm sao được. Chúng ta thật khó để chống lại sự nghiệt ngã của thời gian. Trong khoảnh khắc Ronaldo ôm mặt thất vọng khi hỏng ăn quả penalty trong hiệp phụ, người ta đã bắt gặp hình ảnh của bà Dolores, người mẹ của Ronaldo, lặng người trên khán đài cùng hai hàng mi ngấn lệ. Thật xót xa và thương cảm. Và có lẽ chính bà cũng hiểu được tâm trạng con trai mình nhất khi quyết định rằng đây sẽ là kỳ Euro cuối cùng của Ronaldo. Tuổi 39 và những bước chạy nặng trĩu, 3 trận đấu vòng bảng và kể cả màn đối đầu căng thẳng với Slovenia vào rạng sáng nay, Ronaldo cho thấy anh vất vả chạy đua nước rút cùng hung thần thời gian để khẳng định mình có giá trị với tập thể Bồ Đào Nha trong hành trình tìm kiếm vinh quang châu Âu cuối cùng trên nước Đức. Những chông gai đến với Ronaldo ngay từ trận khai màn với Cộng hòa Séc, nơi sự đen đủi và sự vô duyên khiến anh bất lực trong việc tìm đường vào mảnh lưới đối thủ. Bước vào cuộc chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo có hẳn cho mình một pha đối mặt 10-10 với thủ môn. Song anh lại chọn giải pháp đồng đội với pha căng ngang thuận lợi cho Bruno Fernandes. Đến trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Ronaldo tịt ngòi trong thất bại bất ngờ trước Georgia và bị thay ra sớm. Tiến đến Frankfurt đối đầu với Slovenia tại vòng 16 đội, hành trang Ronaldo mang trên vai là sự thất vọng sau hành trình vòng bảng. Anh quyết tâm lấy lại luồng sinh khí đã mất. Một bàn thắng góp phần vào tấm vé hướng đến tứ kết là quá đủ để được gọi là hạnh phúc với Ronaldo. CR7 vẫn vậy, vẫn hào hùng và nhiệt huyết với tấm băng đội trưởng như các anh thể hiện trong suốt chiến dịch, nỗ lực bất chấp trong mọi tình huống trước hiện tượng của giải đấu là Slovenia cùng lối đá kỷ luật và gan góc. Ronaldo gánh trên vai trọng trách khổng lồ, hóa thành mũi khoan chủ lực để phá hủy khối bê tông. Song tuổi tác đã khiến nhiệm vụ đó trở nên cực đại. Một cú dứt điểm trong tư thế với, một pha đánh đầu thiếu góc độ, một quả đá phạt lệch thước ngắm, mỗi cơ hội bị bỏ lỡ của Ronaldo tại Frankfurt Arena như muốn dìm đi tất cả nỗ lực của người đàn ông sinh năm 1985 xuống dòng sông Red. Các tuyển thủ Bồ Đào Nha suy cho cùng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào người thủ quân huyền thoại của họ. Dàn sao A Bá Chầu liên tục bơm bóng, nhắm thẳng đến vị trí số 7, di chuyển để tịnh tiến đường truyền với ý niệm rằng chân sút vĩ đại đó sẽ tạo nên sự khác biệt. Nhưng rồi khi 120 phút khép lại, người Slovenia vẫn đứng vững trong sự bất lực của Ronaldo. Có thể nói 7 pha dứt điểm không thành công của Ronaldo khi chạm trán đối thủ quen mặt Jan Oblak là 7 nấc thang của sự hụt hẫng bao trùm. Đỉnh điểm là nỗi thất vọng về bản thân phải là tình huống CR7 bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty. Những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất, Ronaldo đặt bóng như bao lần trong sự nghiệp lẫy lừng. Khoảng cách là 11m. Cự ly đã lưu dấu 163 bàn thắng của huyền thoại người Bồ Đào Nha. Trước mặt anh là Jan Oblak, những ký ức Milano 2016 ùa về khi chính Ronaldo đã đánh bại thủ thành người Slovenia trong loạt luân lưu chung kết Champions League trước Atletico Madrid. Lần này là Frankfurt và tại Euro, Ronaldo vẫn sừng sững một dáng đứng quen thuộc rồi hít thở thật sâu. Ronaldo chạy đà rồi tung cú đá uy lực. Không, tấn bi kịch đã xảy ra đúng thời điểm quan trọng nhất. Jan Oblak lần này đã chiến thắng trong cuộc đấu trí cương não. Ronaldo như chết lặng giữa trời đêm nước Đức, để rồi anh đã không kiềm chế được những giọt nước mắt. Người đàn ông đấy đã bật khóc nức nở trong vòng tay của đồng đội. CR7 đau đớn khi nhận ra mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng từ ngày khai màn đến thời khắc sinh tử của hiện tại, tất cả đều đã đổ sông đổ biển với pha hỏng ăn đáng trách của bản thân. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng có những ngày như thế. Tôi chán nản và buồn bã vì đội bóng cần bàn thắng và tôi đã không làm được. Bạn có lẽ chẳng thể nhớ nổi lần gần nhất Ronaldo đầy kiêu hãnh lại thể hiện niềm đau đến vậy. Nước mắt của CR7 là minh chứng cho ý niệm, nỗ lực tột cùng nhưng không được đền đáp cho bóng đá. Gạt đi nước mắt và xoa dịu nỗi lòng, Ronaldo trở lại hiệp phụ thứ hai và loạt luân lưu định mệnh với khát vọng sửa chữa sai lầm của mình. Song hành với sự kém duyên của Ronaldo, người ta tự hỏi rằng những gì đã vụt qua tâm trí CR7 khi anh chứng kiến Sesko của Slovenia có pha thoát xuống đối mặt với người đàn em Diogo Costa ở những phút cuối cùng của màn khổ chiến. Nếu Sesko thành công, Ronaldo chứ chẳng phải ai khác sẽ mang ra làm con cừu để giết thịt nơi quê nhà.
May thay, số phận vẫn đứng về phía CR7. Diogo Costa xuất sắc truy cản, cứu rỗi giấc mơ của Ronaldo và Bồ Đào Nha trong gang tấc trước khi nó rơi xuống vực thẳm. Người duy nhất có thể đá hỏng một quả phạt đền là người đủ can đảm, dám đứng lên và thực hiện nó. Đây là câu nói bất hủ của tóc đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio về khoảnh khắc sút hỏng quả luân lưu kinh điển tại chung kết World Cup năm 94. Nó nhấn mạnh rằng khi đã dám bước lên đối đầu với thủ môn, đối thủ ở cự ly 11m, người đó đã được coi là quả cảm. Khi Slovenia sút hỏng lượt đầu tiên trong loạt đấu súng, Ronaldo đường hoàng bước lên nhận nhiệm vụ. Đó là cuộc phân tranh nội tâm căng thẳng, thách thức bản lĩnh của người từng đá hỏng phạt đền trong hiệp phụ. Và rồi, sự can đảm như Roberto Baggio đã đề cập, Ronaldo đã sửa sai bằng pha kết thúc sắc lẹm và góc chết, không cho Jan Oblak bất kỳ cơ hội nào để truy cản. Cú chắp tay của Ronaldo sau khoảnh khắc đó như lòng biết ơn và mưu cầu sự thông cảm của hàng vạn cổ động viên quê nhà. Bernardo Silva thực hiện cú đá quyết định, cộng hưởng với màn trình diễn xuất thần của Diogo Costa ở cự ly 11m. Nụ cười đã nở lại trên môi của Ronaldo. Anh cảm thấy an lòng hơn so với sai lầm của mình đã mắc phải trong trận đại chiến ngày hôm nay. Bồ Đào Nha lọt vào tứ kết và chạm trán người Pháp cho màn tái hiện trận chung kết Euro 2016 tại Stade de France. Còn Ronaldo, anh sẽ viết tiếp giấc mơ của mình nơi chặng cuối sự nghiệp. Ronaldo trong cuộc họp báo sau trận cũng đã khẳng định: "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là kỳ Euro cuối cùng của tôi. Điều quan trọng nhất là tận hưởng trận đấu. Toàn đội chơi tốt, chiến đấu đến cùng và xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn, còn Slovenia phòng ngự cả trận. Chúc mừng chiến thắng của cả đội, đặc biệt là 3 pha cản phá của Costa." Quyết tâm và nỗ lực tuyệt vời là điều không thể phủ nhận ở CR7, nhưng chúng ta cũng thần thừa nhận rằng anh đang trải qua giải đấu khó khăn bậc nhất trong sự nghiệp. Yếu tố thể trạng không đảm bảo, sự thích nghi trở lại với cách vận hành của môi trường bóng đá châu Âu chưa thực sự ổn định. Vì vậy, Ronaldo rất dễ bị mặt trận phòng ngự đối phương phong tỏa. CR7 từng chia sẻ, mình sẵn sàng ngồi dự bị tại Euro lần này và trước mặt Seleção là đội tuyển Pháp rất mạnh. Có lẽ đã đến lúc huấn luyện viên Roberto Martinez cân nhắc trong cách sử dụng Ronaldo. Sau chiến thắng trước Slovenia, huấn luyện viên người Tây Ban Nha chia sẻ sự kỳ vọng của mình đối với CR7. Ronaldo là một ví dụ điển hình, anh ấy là cầu thủ duy nhất từng thi đấu 6 kỳ Euro. Ronaldo có khát khao, ý chí, trách nhiệm như một chàng trai trẻ. Những thứ này thật khó tin với một cầu thủ đã có tất cả. Anh ấy sút hỏng phạt đền và là người đầu tiên sút ở loạt luân lưu. Tôi biết anh ấy phải làm như vậy. Ronaldo chỉ đường cho chúng tôi, chúng tôi rất tự hào. Nhưng lưu ý một chút, cần phải nhìn rõ Pháp không phải là Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia hay là Slovenia. Họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với dàn sao thuộc dạng top đầu châu Âu. Sẽ không còn nhiều đất diễn để CR7 tung hoành. Anh phải dấn thân vào cuộc đối đầu với những cầu thủ phòng ngự world class. Và đương nhiên, nhiệm vụ làm bàn đã khó nay lại càng tăng lên với sự phức tạp lên gấp bội. Rất có thể màn chạm trán Les Bleus sắp tới của Bồ Đào Nha sẽ chứng kiến lần đầu tiên tại Euro lần này Ronaldo phải xuất phát từ băng ghế dự bị. Đương nhiên, đó chẳng phải là sự ghét bỏ hay thù hằn. Đơn giản Bồ Đào Nha cần phải làm tất cả để đảm bảo sự an toàn cho giấc mơ của họ trên nước Đức trước sự lăm le của thầy trò Didier Deschamps. Khi nhiều khả năng Seleção châu Âu phải cùng gà trống gô loa so kè nhau trong màn tra tấn thể lực khủng khiếp. Và biết đâu việc được tung vào sân như một phương án thay thế nhân sự có thể giúp Ronaldo giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài của mình. Ronaldo và kỳ Euro cuối cùng, với một ý niệm đẹp như vậy, không còn gì bằng kết thúc có hậu cho CR7. Ronaldo chưa thể ghi bàn, nhưng màn trình diễn của anh vẫn đong đầy cảm xúc. Hy vọng niềm đau rồi sẽ qua, để lại là ngập ngụa những vinh quang sau cùng. Nếu không thể có cái kết hoàn hảo dưới trời đêm Berlin, xin chào kết của Ronaldo bằng sự tôn vinh đẹp đẽ nhất.